Các bạn thân mến, trong những ngày tháng 7 này, Ánh Quyên mời các bạn nghe bài hát Cỏ Non Thành Cổ và những tâm sự của nhạc sĩ Tân Huyền. Cỏ Non Thành Cổ, một bài hát tuy viết về quá khứ nhưng không lâm ly não nùng, mà chỉ để chúng ta cảm nhận được đau thương mất mát, từ đó hiểu rằng có ngày hôm nay, đừng quên ngày hôm qua, bởi hạnh phúc hôm nay đã phải đổi bằng xương máu của cha anh. Viết về chiến tranh thì tôi không phải là người độc nhất. Rất có nhiều bạn bè đồng nghiệp đã viết. Nhưng mà bài Cỏ Non Thành Cổ này viết về nỗi buồn chiến tranh. Nói cách khác là viết quá khứ chiến tranh. Tôi nghĩ là thế này. Viết về nỗi buồn chiến tranh nhưng mà không lâm ly, não nùng quá, để chúng ta cũng cảm nhận được đau thương, cái mất mát, nhưng mà từ đó mà đứng dậy tiếp tục làm những công việc để tưởng nhớ những cái người đã mất trong chiến tranh, là mục đích của tôi là như thế. Thì ở đây có một cái điều là nó gắn với tâm sự riêng của tôi. Ngoài cái nỗi buồn mà tôi được chứng kiến, được biết qua chuyện kể, thì tôi còn cái nỗi buồn là có một đứa em trai đã hy sinh trong cái chiến trường Trị Thiên. Và đứa em trai đó thì đang rất trẻ, có thể nói chưa biết gì đến tình yêu cả. Và ba mẹ tôi đã gửi gắm tất cả những cái tin yêu và hy vọng vào cái đứa con út. Nhưng mà rồi em tôi đi không về nữa. Thì cái đó nó tác động đến tôi. Và tôi nghĩ là mình có cái nghĩa vụ là phải nói lên điều đó, không phải cho riêng mình mà cho tất cả những người mẹ, những người vợ, đã có những cái người chồng, người con để lại cái xương máu ở chiến trường. Có non thành cổ, một màu xanh non tơ, này thì cái đoạn đầu mà tôi muốn tả một cái cỏ xanh như cái hôm tôi đến đấy, tôi đến cái thành cổ Quảng Trị, thì tôi đến đấy tôi thấy là cỏ như chưa bao giờ xanh như thế, và trên này mơn mờn, nhưng mà lúc bây giờ chưa có tượng đài, xin lỗi các bạn, tôi cũng hơi ngậm ngùi tại sao một cuộc chiến tranh ác liệt ở đây như thế chưa có tượng đài, nhưng mà người đi cùng bảo là chưa xây kịp, đang xây. Thì trên là cỏ vân vẩn, dưới là xương máu của chiến sĩ mình đấy. Thì tôi nghĩ là có tính triết lý một tí, là cái xương máu đấy là sự cái chết để giúp cho những cái thảm cỏ xanh vân vẩn lên, tức là giúp cho sự sống nó bừng dậy. Về mặt triết học như thế, nhưng mà về âm nhạc thì cũng có cái chút đầu là tưởng nhớ, nhưng sau là cái tiếc thương ấy là cũng như là một cái nhắc nhở là cho tôi hôm nay thành cổ thắp một nến nhang viếng người nằm dưới cỏ. Đấy, nhưng nhiều người là hát nhầm là dưới mộ, tôi ấy chưa có mộ chỉ cả toàn cỏ thôi. Nhưng mà cái này tôi muốn nhắc cái lớp ngày hôm nay, tức là có hạnh phúc ngày hôm nay, xin đừng quên hôm qua.
nhưng tôi không muốn tự mình nói thẳng điều đấy. Tôi mượn lời cỏ, cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình với người hy sinh cho hạnh phúc quê mình. Cỏ non xanh tơ, cỏ non